Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào Lê. Thôi xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lại Nguyên. Hôm nay em cũng xin giới thiệu bà con của mình như mọi khi nha, có một số món đồ đồng như đồ gốm và đồ gỗ để giao lưu cho bà con của mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Và em cũng cảm ơn bà con mình ủng hộ em giúp clip vừa qua luôn nha. Thì đầu tiên em xin giới thiệu bà con của mình, đây là mã số 1H nha bà con. Đây là một cái tác phẩm là chim đại bàng nha, đứng trên một cây gậy như ý. Bên dưới là hai con cá chép nha bà con. Nó nhìn rất là hồn luôn nha. Thì cái pho tượng đúc này, đúc đồng này thì liền nguyên khối hết nha bà con, xem giùm em. Đó, rất là công phu nha, kiệt tác cho bà con mình xem. Nhìn rất là hồn luôn nha. Đây là một cái cây gậy như ý tượng trưng cho sự may mắn nha bà con. Đó, hai chú cá chép nhìn rất là lớn nha. Chiều cao cái pho tượng này là 1m43 luôn nha bà con, rất là cao nha. 1m43. Còn cái chiều ngang cái đai xẻ cánh là 70. Đó, còn chiều dài của cái chú đại bàng như thế này đó là tới 50 tầm 50 49 50 lận nha. Đó, vị trí ngang cái chỗ này là lớn nhất luôn là khoảng 52 53. Đó, rất là nặng nha bà con, chất liệu là bằng đồng cũ nha. Đó, dao động tuổi đời 20-30 năm nha bà con mình xem đây, trước và mặt sau đây nha. Đó, không chê chỗ nào, dày dặn cứng cáp liền lạc từ trên xuống tới dưới luôn, nặng tới 37 kg lận nha bà con. Này em đã cân nặng rồi nha bà con, mình về mình trưng bày á, mình để những ví dụ như là phòng khách hay nơi làm việc của mình á, rất là đẹp, mang tính chất phong thủy nha. Đó, đại chim đại bàng là vua bầu trời, bà con mình xem nha. Nó nhìn rất là đẹp là hồn luôn, nó liền nguyên khối từ trên tới dưới. Cái pho tượng này em giao luôn cho bà con của mình, dẫn bao ship tặng nhà bà con của mình nha. 37 kg có giá là 21 triệu nha bà con, 21 triệu đồng, bao ship toàn quốc và bao kiểm tra hàng giùm em. Mã số 2 này em có một bộ tranh 2 tấm nha bà con. Đây tranh này là tranh nói về cái tích cha mẹ nha, nói về chữ hiếu. Ở trên là khẩm là phúc tích là phúc đức, gỗ gõ được tô son vẽ vàng rất là đẹp nha. Đó, hàng này nói chung vệ sinh sáng bóng và bạc ni à, người ta làm màu rất là đẹp nha bà con. Đó, một bên là chữ cha, một bên là chữ mẹ nha. Đó, hai câu đối bên dưới nói lên là ý nghĩa của một cái chữ hiếu nha bà con. Nó thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả cánh gồng nuôi con nha. Nó liền lạc liền làm nguyên khối luôn. Nó gỗ gõ với chiều cao cái bức này thì em đo nó khoảng 1m06 thôi nha, và chiều ngang mỗi bức là khoảng 30, còn chiều dày khung tranh là khoảng từ 2 phân tới 2 phân rưỡi trở lên nha bà con, liền nguyên khối. Đó, rất là đẹp, tô son vẽ vàng nhìn rất là sang trọng. Đây một miếng gỗ nó liền hết luôn, trên có một cái móc bà con mình bắt lên nha. Bộ tranh này có giá cho bà con của mình, em bao ship tặng nhà bà con mình nha, với giá là 5,5 triệu nha, 5,5 triệu nha bà con, bao ship và bao kiểm tra hàng lập tức liền lạc bà con mình nhận. Mã số tiếp theo này là một tác phẩm rất là đẹp, rất là độc đáo và đáng sưu tầm luôn. Đó, bà con mình xem ngựa kéo xe, ông tây kéo xe nha, kéo xe ngựa bà con mình xem, ở phía trước có ông tây, phía sau cũng có một ông tây. Đó, cái này là một cái chiếc đồng hồ như hàng Âu, được là thiết vàng lên đó nha bà con, chất liệu là bằng đồng, mặt là mặt đá nha, mặt là mặt đá này, đá liền nguyên khối luôn nha bà con mình xem giùm em nha. Hàng này là nguyên con nhập Âu. Đó, nhưng mà không phải hàng cổ hàng xưa nên giá cả nó cũng vừa tầm cho bà con của mình sưu tầm thôi. Cái này thì cứ nửa tiếng nó đánh nhà một lần. Cái này thì chỉ có một gông một bố thôi nha, hai lỗ. À, bà con mình xem đây nha. Đây. Đó. Một gông một bố nha bà con. Cái này thì mình chỉnh cái cơ cốt chỗ này nha. Mình dạ, chỉnh kim phúc á. Đây bà con mình xem. À xin lỗi. Nó chỉ cần chỉnh ngang số 30 thôi nó sẽ gõ nha. Đó. Một gông một búa đây. Đó, bà con mình xem nha. Đó, cái này nói chung thì khi đi em cũng sẽ điều chỉnh kỹ càng lại cho bà con của mình hết luôn nha. Nếu bà con mình có nhớ ý á, thì cứ kết bạn Zalo để bên em hỗ trợ tư vấn đầy đủ hơn cho bà con của mình. Nửa tiếng đánh chuông một lần. Đó, một lần đánh của nó là chỉ có một búa thôi. Đó, hàng có sao thì báo cho bà con mình vậy. Hàng này nói chung cũng tuổi đời chừng 20-30 năm thôi nha. Hàng thì nói chung là liền lạc nguyên con ghim nha bà con, không hề mà lỗi lầm nha. Đấy, mình chỉ cần chỉnh cái kim phúc của nó ngay vị trí thì sẽ đánh thôi nha, nhiều khi nó trên lệch chút xíu thì sẽ không đánh, nhưng mà hàng thì em bao bà con của mình. Đó, có vẫn còn chìa khóa nguyên con nha bà con. Cái này thì chiều dài thì em đo tổng luôn á, nó tầm khoảng là 1m09 nha, chiều rộng qua cái nền đế là 30, với tổng cái chiều cao hết luôn nha, chiều cao tổng luôn là khoảng 45 đi nha. Đó, bà con mình xem một ngón tay trước và sau mà những chú ngựa rất là dài, rất là to luôn á, chất liệu là bằng đồng. Đó, bà con mình có nhu cầu thì các bạn Zalo để bên em tư vấn trực tiếp cho bà con của mình xem được thật luôn nha. Thì cái chiếc đồng hồ này em giao lưu bà con mình với giá là 33 triệu nha bà con, 33 triệu đồng em bao ship toàn quốc nha. Nếu bà con mình ở gần có nhà ý đến trực tiếp nơi để mà xem mình tận mắt hơn để kỹ càng, mình có thể dễ dàng hơn nữa nha. Đó,
Rồi đến với mã số 4 này là một tác phẩm, đây là một cái tủ thờ thần tài thổ địa nha. Hoặc mình về mình sưu tầm về mình hữu duyên nha. Đó, mình sưu tầm mình thờ những cái vị thần ha. Trong cũng như nhà của mình. Đó, rất là đẹp luôn, rất là khang trang và lộng lẫy nha bà con. Cây này nói chung là hàng gỗ gõ ốc vàng chanh theo thời gian và năm tháng nha. Đó, bà con mình xem dùm em, cây này nói chung tuổi đời cũng từ đôi 30 năm trở lên chứ không dưới nha. Hàng này nói chung là hàng đặt thôi, hàng đặt theo lối ngày xưa người ta mới có thôi nha. Chứ thị trường thì có đi chăng nữa cũng rất là ít. Đó, người ta làm theo mẫu, người ta đặt theo thôi nha, bà con nguyên con thôi nha. Rồi bà con mình xem dày dặn cứng cáp. Nó tới hai cái mộng nha, khớp dưới khớp trên hai khớp. Cây này nếu mà khiêng nó từ 4 tới 4 người khiêng trở lên. Đó, rất là nặng nha bà con. Nó chiều cao cái tủ thì nó khoảng là 120. Chiều rộng của cái tủ này ra là khoảng 59 nha, phủ bì luôn á. Với tổng cái chiều dài như thế này là khoảng là 1m09. Đó. Còn bên trong này là lọt lòng ra như thế này là 50 nè nha bà con, 50 nha. Đó, bà con mình xem em, ốc là ngã màu vàng chanh theo năm tháng hết nha, chưa có vệ sinh đánh bóng gì hết luôn. Nó nguyên con riêng của nó, dách mặt bên hông đây, liền lạc hết nha. Ở trên thì một lá giữa thôi. Đó, mình xem giùm em. Cổng ốc là khỏi chơi, cây này nói chung cũng theo thời gian cho nên là màu của nó không được sáng bóng theo làm mới lại đi nha. Cây này thì em giao lưu là giá 26 triệu nha bà con, 26 triệu đồng. Bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Hai bên lộng hai cái rất là đẹp. Đó, rất là nặng nha bà con. Rồi mã số tiếp theo là số 5. Số 5H này là một cái cây tủ trưng bày nha. Đây một cây tủ trưng bày được khẩm người ta kết hợp đây. Ốc hoàng chanh. Đó, bên đây màu xanh lục rất là đẹp nha bà con. Đó, mình nhìn xa mình sẽ thấy nó cái phối màu ốc nó sẽ khác nhau hết nha. Đó. Đây hoa văn và chi tiết được khẩm bà con mình xem khỏi chê vào đâu. Cây này thì được vệ sinh rồi nha bà con, sạch sẽ rồi, về mình sử dụng thôi. Trưng bày những cái vật dụng của mình yêu mến nhau rồi nha. Chiều cao tổng là 1m97 nha bà con, 1m97 là tổng cái chiều cao. Còn cái chiều dài ngang của cái tủ này thì nó tầm khoảng là 95 thôi. Đó, tầm 95 thôi nha. Và chiều rộng ra là nó lên tới 37. Ở dưới có những cái hộc tủ bà con mình để đồ được luôn đây nha. Chạm hoa văn và chi tiết đây nha. Đó, những cái đường dây tơ tóc này cẩm nho rất là đẹp, như nho nhìn rất là đẹp nha bà con. Dây dặn cứng cáp rất là nặng. Đó, bà con mình thấy nó mới lớn, nó gọn mới lớn á, chứ khi là từ 4 5 người trở lên khi mới nổi á, chứ không hề nhẹ đâu nha bà con. Đó, bà con mình xem mặt dách phía sau dách gỗ luôn. Liền lạc nguyên khối nha. Đó, đặc biệt là những cái đường người ta khẩm giống như bằng cọng chỉ cũng tóc thôi, bà con mình xem nha. Đó, mình xem rất là đẹp. Cái này thì em cũng bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Có giá là 27 triệu nha bà con, 27 triệu đồng nha. Bao ship tận nhà. Về kiểm tra hàng lần tích liền lạc thì cứ nhận nha, có vấn đề gì cứ thông báo với bên em. Nếu bà con mình thì cũng như các loại mặt hàng khác bên em, nếu bà con mình ở gần khu vực miền Tây thì em sẽ giảm chi phí ship là cho bà con của mình từng loại mặt hàng luôn, bà con mình cứ yên tâm. Mã số 6H này là một cái cây bàn trang điểm. Đây, bàn trang điểm rất là đẹp, cây này rất là to khủng nha bà con và kịch cộm nữa nha. Đó, mình sưu tầm về nhà mình tặng cho những người thích làm đẹp, người ta rất là thích luôn đó bà con mình xem nha. Tâm lý của những người phụ nữ á, bà con mình xem mình tặng cho như là bạn bè hoặc là bà xã của mình nha. Đó. Hàng thì chất lượng là gỗ gõ ốc Singapore được khẩm cho hoa văn và chi tiết xung quanh, mà con mình xem nhìn rất là sang trọng nha, rất là bắt mắt luôn á. Với cái chiều cao này á, đo tổng luôn nó khoảng là 1m67, 1m67 là tổng cái chiều cao, và tổng cái chiều ngang như thế này là khoảng 1m1, với tổng cái chiều dài cái bàn là khoảng 1m19 nha bà con. Đó, từ vị trí mặt đất lên tới bàn là khoảng 67 nha. Đây, bàn có cái chiều rộng ra là khoảng 48 nha bà con. Đó, 4 chân là đều là mặt bọn hết, dàn dặn cứng cáp nha. Đó, bà con mình xem, chạm đục rất là tinh vi. Đó, đường kính nó vuông này bộ 8 khoăn. Trên thì có hai cái hộc tủ mình để đồ. Gỗ là gỗ gõ nha, mình xem đây. Đó, một cái đôn bà con mình xem ngồi nhìn rất là đẹp và sang trọng luôn. Đôn thì chiều cao em đo là khoảng 42 và đường kính mặt đôn là 33 nha. Đó, 4 cái chân là 4 cái con lăn luôn, 4 con lăn đuôi cá này chạm đây nha. Đấy bà con mình xem giùm em. Đó, dày dặn cứng cáp rất là đẹp nha. Đây, bộ này thì em cũng vẫn bao ship tặng nhà bà con của mình từ Bắc chí Nam luôn nha. Có giá là 28 triệu đồng nha bà con, 28 triệu bao ship toàn quốc. Đó thì cũng như bà con của mình ở gần khu vực của em giảm chi phí là cho bà con của mình thêm. Rồi, cũng như là chúc đỉnh cho bà con của mình thêm nữa nha, như là tiền cà phê và vấn đề vận chuyển xe cộ thôi. Mã số 7 là một cặp đôn vuông. À, cặp đôn này á, là gỗ gõ nha, mặt là mặt vuông rồi, có một xem nha bà con, 4 chân mình có kê được 2 tầng luôn á. Đó, chiều cao của đôn thì em đo là 80 thôi và đường kính mặt đôn là 30 nha. Chiều dày của chân là khoảng 3 phân rưỡi, 3 phân đến 3 phân rưỡi.
Một cặp này hôm nay em thanh lý với con mình chỉ 3,2 triệu và em bao ship tặng nhà, giá cũng nói chung là rất là hữu nghị cho bà con của mình, dễ sưu tầm và mình trưng bày rất là dễ luôn đó. Bà con mình xem giùm em nha, nó rất là đẹp. Hàng thì em bao chuẩn làm tất nha bà con, không hề bị gãy hay là bị nứt chỗ nào nha, lỗi lầm nha bà con mình yên tâm. Mã số 8 này là một cặp đôn vuông nữa nha, dán chân bốn chân nó dán kèo rất là đẹp. Ở mặt thì mặt đá nha, quăng gỗ bà con mình xem, mặt ni vẫn còn cái quăng gỗ mộc của nó nha. Đó bà con mình xem giùm em. Chiều cao đôn nó là khoảng 76 thôi. Đó, đường kính mặt đôn phủ bì là khoảng 33. Chạm đục hoa văn chi tiết tới với cái móng chân luôn bà con mình xem nha. Tới móng chân bên dưới luôn, liền lạc không hề lỗi lầm. Một cặp này thì giá bà con mình là 5,5 triệu, 5,5 triệu đồng nha bà con. Bao ship và bao kiểm tra hàng. Đến nhà bà con mình chân nó lành lặn liền lạc hết thì bà con mình nhận nha, lỡ có bể mẻ vị trí gì bà con mình thông báo ở bên em để bên em hỗ trợ bà con của mình thêm nha. Mã số 8 này là một cặp đôn tròn nha bà con. Đôn tròn mặt đá gỗ gõ liền nguyên lạc nguyên chân luôn bà con xem giùm em. Đấy, đôn này nhìn rất đẹp nha. Chiều cao này em đo là khoảng 80. Đặc biệt cái mặt trên nó liền luôn nha bà, liền nước chân luôn. Đường kính là 40 luôn nha. Cặp này khá là dày, khá là to luôn. Khi đi thì em đóng thùng bà con của mình, những người mà vị khách bên mình đã sưu tầm thì bà cũng biết rồi, em đóng thùng rất là chỉnh chàng và cứng cáp cho bà con của mình nha. Do vấn đề vận chuyển nó có lỗi lầm thì bà con thì mình cũng thông cảm. Cặp này có giá là 7 triệu nha bà con, 7 triệu đồng một cặp nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Mã số 10H này là một cặp chanh cá chép lý ngư dòng nguyệt, chanh là chanh nổi nha, chạm đục nổi luôn. Đó, chanh này nó có độ dày nó từ 4 khoăn trở lên người ta mới có thể chạm đục nổi được như thế này. Hai chữ trên là chữ Phúc và chữ Đức nha bà con, và hai câu thơ đối với nhau nha. Thì chanh này nói chung là gỗ gõ, nó cái này người ta BU luôn, cái này BU quá đen luôn đó nha bà con mình xem dùm em. Đó, bà con mình thích hợp những cái bộ chanh thế này mình treo vào trong nhà nhìn rất là đẹp. Đó, những cái độ hở là từ 2 phân trở lên nha. Đặc biệt là gỗ liền nguyên khối nha bà con, không hề ghép nha. Với chiều cao cái bức chanh này là khoảng 1 mét, chiều rộng mỗi một chỗ lớn nhất là 30 nha, chiều dày là từ 4 phân phủ bì. Gỗ liền nguyên một khối bà con mình xem đây. Đó, dán nguyên khối. Một cặp này em giao lưu cho bà con của mình thì giá chỉ 5,5 triệu thôi, 5,5 triệu đồng thôi nha, bao ship và bao kiểm tra hàng. Mã số tiếp theo là 11H là một cái bức chanh du sưng nha bà con. Gỗ gõ ốc vàng chanh. Bức này nói chung cũng khá lâu rồi cho nên là ốc nó ngả màu theo thời gian 5 tháng rồi nha. Đó, bà con mình nhìn xem giùm em. Đó. Chiều cao là 60, ngang là 50. Gỗ gõ ốc vàng chanh nha bà con. Đó, chanh du sưng Tết thiếu nhi. Hàng lành tích nha, hàng này nói chung theo thời gian từ 30-40 năm chứ không dưới đâu. Nó cho nên là ốc nó ngả màu theo thời gian hết luôn rồi nha. Bức này có giá là 2,6 triệu thôi nha bà con, 2,6 triệu. Rồi mã tiếp theo là số 12 là một cái bức chanh lý ngư vọng nguyệt nha, gỗ gõ liền nguyên khối, chanh đĩa để bàn. Đó, bà con mình xem nha, ốc là Singapore. Đó, ốc là màu thì khói màu thì bà con mình cởi chơi, ốc Singapore lúc nào nó cũng hiện cái màu lên rất là đẹp, nhìn hướng nào cũng vẫn sáng nha bà con. Chanh đẻ này thì cái đường kính nó thì tầm khoảng là 39 thôi nha. Còn chiều cao em bao tổng luôn á, cái đế luôn khoảng 47. Nó liền lạc nguyên một khối luôn nha bà con, ốc không hề bong chóc con nào nha. Hoa văn được cắm tới chân đế luôn. Cái bức chanh cá chép này thì em giao lưu bà con mình giá 3,5 triệu, 3,5 triệu nha. Còn bên đây mã số 13 là một cái bức chanh đĩa gốm. Đó, hai ông hổ nha. Nó hàng tàu cũ thôi nha bà con, rất là đẹp. Đó. Chanh này thì đường kính nó tầm khoảng là 34 thôi, đế thì đế nhựa nha, nhưng mà hàng không hề nứt mẻ tóc gió nha bà con. Bà con mình xem chôn đế giùm em đây nha, hàng cũ thôi nha. Đó, cái đĩa chanh này thì em giao lưu bà con mình giá chỉ là 700.000 thôi nha, 700.000 đồng, em bao ship tặng nhà bà con mình luôn. Đó, giá rất là mềm. Và cuối clip bonsai La Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha, và em cũng xin mến chào hẹn lại clip kế tiếp ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con của mình, hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.